Xin chào tất cả anh em, rất vui được gặp lại anh em. Chúc anh em một ngày mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe nha. Thì trước mắt anh em thấy đây là chim trĩ 7 màu xanh. Loại này thì nó gần một tháng tuổi nha anh em. Thì có một số con nở trước sau ha. Này mình còn đang ấn đèn, tại hôm nay dòng mùa mưa anh em, nên mình phải kỹ kỹ chút ấm đèn cho mấy cái con nào mà nó yếu yếu á, nó lạnh á, lại đèn nó sưởi ấm nó khỏe hơn. Mùa mưa hay có gió nè, mình che kính gió lại ha, xung quanh thì mình che kính gió mà mình ấm đèn cho nó. Mấy bữa nào nắng thì mình tắt đèn, còn mùa mưa thì anh em cứ để đèn đi, để đèn cho nó ấm, chim mình nó mới khỏe được ha. Đây thì cái bầy này lớn hơn nha anh em. Này là chim trĩ 7 màu xanh. Chim trĩ 7 màu nó có tới 3 loại nha anh em. Loại này là 7 màu xanh. Còn mấy cái hai loại kia là trĩ 7 màu đỏ và trĩ 7 màu vàng. Thường thì anh em hay chơi các dòng trĩ 7 màu để nuôi cảnh á. Cái mình thấy theo mình thì mình thấy cái dòng trĩ 7 màu xanh là nó đẹp nhất nè, giá nó cũng cao hơn so với trĩ 7 màu đỏ và trĩ 7 màu vàng ha. Đó thì anh em nào muốn nuôi cảnh nuôi kiển thì anh em cứ bình luận bên dưới ha, cứ lấy số điện thoại các bạn thì em quay cho anh em xem, ưng ý con nào thì mình bắt con đó ha. Nói chung là trĩ 7 màu xanh này á, này cái loại nhỏ hơn nha anh em. Loại nhỏ này thì chưa biết được trống máy đâu, nó phải lớn chút nữa thì mình mới biết được ha. Này là mình cũng còn đang ấm đèn nè. Anh em nào thích cái loại Barbie á, về mình nuôi mình trải nghiệm ha, thì anh em nên mua mấy cái con trĩ nhỏ nè. Mình nuôi từ lúc từ nhỏ thì nó dạng người hơn nha anh em. Còn mấy con trĩ lớn á, thì mình về mình chơi liền được á, mình ngắm liền, nhưng mà nó mình nuôi á, mình không có trải nghiệm được cái lúc còn nhỏ mình nuôi lên á anh em thấy nó phun màu từ từ nha, nó thay lông á, anh em nuôi từ nhỏ lên thì nó nhìn nó đã hơn, theo mình thì mình nghĩ vậy. Còn anh em tùy theo cái giá thành thôi, nhiều anh em muốn chơi giá tiền rẻ chút xíu thì anh em nên mua baby trĩ baby, còn mấy con trĩ lớn hơn thì giá nó hơi cao một chút. Nói cao thì chứ nó cũng không cao luôn nha anh em, tại vì lúc mà 5-6 năm trước á, thì cái dòng trĩ 7 màu này nè, cái giá nó rất là cao ha. Còn khúc sau này thì cũng giá nó cũng mềm rồi anh em, nên em cũng dễ chơi ha. Nó có con công còn xanh ở trong nhìn nè, còn lớn lớn ở trong, nó là con chim công nha. Thì anh em nuôi con trĩ baby này vào cái mùa mưa thì anh em nên kỹ một chút, mình bắt về mình ấm đèn cho nó ha, mình nhốt trên cái lồng này đi cho nó qua cái mùa mưa, bớt gió, bớt lạnh mưa nè, anh em mới thả xuống chuồng dưới đất ha. Thì anh em nuôi nó chăm sóc thì anh em cứ cho nó ăn cám của gà con anh em, còn nhỏ thì mình cho nó ăn cám gà con nhuyễn, còn lớn chút nữa cái mình phối trộn thức ăn cho nó. Anh em đừng có chuyển qua liền ha, nếu mình chuyển qua liền con chim mình á, con gà cũng vậy, nó không thích nghi, nó không có ăn được nha anh em. Anh em phải trộn vô, rồi anh em lấy thức ăn nhuyễn và thức ăn của gà lớn anh em trộn vô ít ít vậy cho nó ăn, tập quen dần dần rồi anh em mới chuyển đổi từ cám nhỏ qua cám lớn nha. Đó thì kinh nghiệm của mình nuôi á, thì mình chia sẻ với anh em vậy thôi. Thì anh em nuôi á, lâu anh em bổ sung rau cho nó ha, rau xanh với giá cho nó, ăn nặng nó trổ lông, nó mướt lông nhìn nè. Nó thiếu chất rau nó cũng không tốt. Nuôi con gà hay con chim gì cũng vậy, anh em để rau vô đây mình cho nó ăn rau muống với giá rồi ha. Anh em để cũng vừa phải thôi, nó thích ăn rau lắm nè, để vừa phải thôi, mình cho ăn nhiều quá cũng không tốt ha. Gì cho ăn vừa đủ thôi, nhiều quá nó dễ bị tiêu chảy nha anh em, cho nó ăn vừa đủ thôi.
Cỡ này là nó ăn rau, nó thích ăn rau lắm. Anh em cứ cho một tuần lễ anh em cho nó ăn khoảng 2-3 lần rau thôi. Chứ đừng ngày nào mình cũng cho ăn thì cũng không có tốt đâu. Nó dễ bị tiêu chảy anh em. Cho ăn vừa phải thôi. Đó. Nhìn nó ăn ngon anh em. Cỡ này nó mê ăn rau lắm. Đó, thì anh em nào có yêu thích, có đam mê cái dòng chim trĩ bảy màu này thì cứ liên hệ với mình ha. Giờ thì có chim trĩ bảy màu xanh Barbie nha anh em. Tại vì hiện tại giờ nó cũng hết mùa rồi nha anh em. Chim trĩ này nó đẻ số lượng nó cũng ít chứ nó không có được nhiều như con gà mình thường mình nuôi thường đâu anh em. Nên giá thành nó cũng nó trên lệch với con gà nó cũng hơi nhiều anh em. Anh em cũng hiểu á, một năm nó chỉ đẻ, nó sinh sản có một lần thôi. Nên cái giá nó cũng hơi cao hơn. Nên em cũng tìm hiểu rõ rồi hãy mua ha. Chứ nhiều anh em không có biết giá rồi vô bình luận này kia rồi sao giá nó cao quá thì cũng ấy ha. Anh em cứ tìm hiểu, mình chơi loại nào thì mình biết cái loại đó thôi. Nói chung này giá nó cũng im quá mình em. Chứ lúc trước mình chơi á, một cặp chim trĩ bố mẹ nó là khoảng 14-15 triệu luôn á. Mấy năm trước á. Giờ thì nó còn vài triệu thôi. Nó còn nhỏ vậy thì anh em cứ ấm đèn cho mình ha. Ấm đèn kỹ một chút. Cứ cho nó ăn cám gà con và một tuần lễ anh em cho nó ăn rau vậy nè. Ăn 2-3 lần rau vậy nè. Cho nó quen. Vì mới mới bỏ vô nó chưa ăn đâu nè. Cứ tập từ từ nó mới quen. Gì cũng vậy. Còn nước anh em cứ cho nó uống nước sạch. Anh em kỹ thì nấu nước sôi á, anh em để nguội rồi em để vô cái bình cho nó uống ha. Anh em ra tiệm mua cái bình nước như mình nè. Để chi anh em? Để nó uống nó, con chim lúc còn nhỏ anh em nó không có vô nó tắm được nha anh em. Chứ mình để cái máng lớn quá nó vô nó tắm nó ướt lòng nó lạnh rồi nó chim mình nó dễ bị chết nha. Đó thì mà mình cũng chia sẻ thật lòng với anh em luôn. Đó. Còn nhỏ giờ mình nuôi nó dễ thần hơn mấy cái con lớn này nè. Con lớn nhiều khi mình nuôi bắt về nó lạ chỗ. Nó tung lòng nó nhảy cũng như lắm từ từ nó mới quen ha. Đó, cảm ơn anh em đã xem video. Chào anh em.